Thưa quý vị, theo kế hoạch thì cầu Mỹ Thuận 2 sẽ được hợp long trong tháng 10. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định tài năng, trí tuệ và khả năng của những kỹ sư, những công nhân, những người thợ Việt Nam trong việc thiết kế thi công những cây cầu dây dăng có quy mô lớn. Và để đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch, trong những ngày qua, trên 400 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động đã tập trung khắc phục khó khăn, liên tục tăng ca cả ngày lẫn đêm. Và đến thời điểm hiện tại thì đốt dầm cuối cùng của nhịp chính đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng cho ngày hợp long. Hình ảnh này chúng tôi ghi được khi những cán bộ kỹ sư, công nhân lao động đang tập trung thi công đổ bê tông đốt dầm MK16, trụ T15 phía Tiền Giang. Đây là đốt dầm thi công trên xe đúc cuối cùng của nhịp chính để chuẩn bị cho việc hợp long cầu Mỹ Thuận 2. Tuy phải làm việc trong điều kiện khó khăn kể cả ban đêm, song việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn luôn được quan tâm. Ca tối thì sẽ làm từ 6 giờ tối và kết thúc lúc 2 giờ sáng. Và nhịp chính này đang đổ bê tông khối dầm MK16. Là còn một đốt nữa là đến ca dầm Hợp Long, là hai bên bờ sẽ nối nhau. Thời tiết về mùa này đang hơi mưa, và ở đây thì mưa nhỏ thì em vẫn làm. Mưa to quá thì nếu mà công việc cần thiết thì bọn em vẫn cấp quần áo mưa cho anh em để anh em hoàn thiện nốt công việc. Để đảm bảo việc hợp long cầu Mỹ Thuận 2 đúng kế hoạch, trong những ngày qua, gần 400 kỹ sư công nhân thi công gói thầu nhịp chính đã làm việc liên tục 3 ca 4 kiếp, kể cả ngày và đêm, để đảm bảo tiến độ. Và hiện tại, gói thầu này đã đạt khối lượng trên 1.164 tỷ đồng, bằng gần 84% kế hoạch. Liên danh các nhà thầu đã thi công xong 2 trên 2 trụ neo, hoàn thành thân 2 trụ tháp T15 và T16 và đã hợp long biên. Tiến hành căng 64 trên 64 bó cáp. Thi công hoàn thành 16 trên 16 đốt của 2 trụ T15 và T16, sẵn sàng cho việc hợp long nhịp chính. Chúng tôi tập trung con người và chia theo các mũi làm việc, các ca làm việc, các công mục làm việc. Ví dụ sau khi đổ bê tông xong, có hai cái đốt đúc trên đà giá, đúc trên xe đúc không, thì tập trung cho các mũi chuẩn bị về đà giáo, chuẩn bị về văn khuôn, chuẩn bị thi công cáp dự ứng lực, luồn cáp dự ứng lực cho cái đốt hợp long. Thì các cái mũi này đã chuẩn bị hết tất cả về vật tư, đấy, rồi số lượng con người chỉ cần đủ điều kiện là làm thôi. Hiện nay chúng tôi đang bước vào những đốt cuối cùng của cho giai đoạn hợp long. Công trường đang tập trung các kỹ sư lành nghề tốt của liên danh để đáp ứng tiến độ dự kiến xe hợp long trong tháng 10. Hiện khối lượng thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đã đạt 93% kế hoạch. Trong đó, 3 trong 5 gói thầu của dự án đã hoàn thành là hai gói thầu thi công đường dẫn bờ phía Tiền Giang và gói thầu thi công cọc khoan nhồi và bệ các trụ nhịp chính dây dăng từ trụ T14 đến trụ T17. Riêng gói thầu thi công đường dẫn bờ phía Vĩnh Long đến nay cũng đã thực hiện 99% khối lượng theo thiết kế. Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu là dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, sẽ kết nối hai dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ, tạo thành tuyến thông suốt từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, giúp giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 1 và cầu Mỹ Thuận hiện hữu, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực.